Chào các bạn, tôi là Nguyễn Tùng Sơn. Kênh YouTube của tôi là Sơn PS. Và đây là cái series mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái cách mà mình có thể kiếm được tiền thông qua chiếc điện thoại di động, đó là chiếc Android hoặc smartphone của các bạn. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm sao các bạn có thể đổi cái tiền điện thoại là tiền cạc mà các bạn đã chiến thắng hoặc là trúng thưởng trong những cái ứng dụng là Voddy hoặc là các app kiếm tiền thẻ cào đổi ra tiền mặt như thế nào. Thì tôi nghĩ là mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau. Và đây là cái cách mà tôi đang sử dụng. Và với cái số tiền mà vài triệu thì mình vẫn có thể quy được tiền mặt cho các bạn nha. Tại vì khi tham gia kiếm tiền bằng điện thoại thì tôi biết được là có rất là nhiều người bạn có nhiều tiền thẻ cào điện thoại. Tuy nhiên mình không có biết cách đổi nó ra tiền mặt như thế nào. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn điều đó. Trước tiên những người bạn nào mà chưa biết về ứng dụng Voddy này thì các bạn hãy lên CH Play hoặc là App Store để mình tìm cái ứng dụng có tên là Voddy, như tay tôi đang di chuyển ở phía trên màn hình. Thì các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về, sau đó các bạn kích hoạt bằng cái số điện thoại của các bạn vào. Tiếp theo là các bạn sẽ nhập cái mã giới thiệu của tôi vào là Sơn PS viết liền không dấu. Thì khi các bạn nhập cái mã khuyến mãi này vào thì các bạn sẽ được thưởng 100 Vcoin đầu tiên. Và theo như đánh giá của tôi thì ứng dụng này khá là tuyệt vời nếu như các bạn chơi một cách bình thường, nhưng mà các bạn vẫn có thể kiếm được khoảng 250.000 trên một máy điện thoại mỗi tháng. Nếu ví dụ như các bạn có 2 máy điện thoại, 3 máy điện thoại thì các bạn sẽ nhân số tiền nó lên khá là tốt. Thì tôi đánh giá cái ứng dụng này rất là cao như vậy. Còn nếu như các bạn mà muốn theo dõi những cái video hướng dẫn thật là chi tiết của tôi thì các bạn hãy vào và tìm cái series trong cái kênh YouTube của tôi là Sơn PS để tìm cách hướng dẫn kiếm tiền bằng điện thoại. Thì trong cái video đó tôi có hướng dẫn chi tiết từ A đến Z. Còn trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách làm sao mà mình có thể chuyển được tiền điện thoại thành tiền mặt ra làm sao. Thưa các bạn, để chúng ta chuyển cái tiền cạc điện thoại thành tiền mặt thì hiện tại theo như tôi biết là nó sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ liên hệ với ngân hàng thì người ta sẽ chuyển cho mình. Thì và cái thông tin mà tôi biết được là họ sẽ lấy phí 35%. Ví dụ như là chúng ta có 100.000 thì chúng ta sẽ được đổi ra tiền mặt là 65.000. Thì tuy nhiên theo như đánh giá cái cách này nó sẽ mất rất là nhiều thời gian chúng ta đi lại cũng như để liên hệ ngân hàng và đổi tiền ra. Còn cái cách thứ hai mà tôi đang áp dụng là tôi sẽ liên hệ cho bạn bè, người thân. Ví dụ vào cái ngày nào đó mà nó đang khuyến mãi thẻ cào thì lúc đó tôi sẽ liên hệ những người bạn của tôi và tôi nói là tôi sẽ nạp cạc giúp cho họ. Bên cạnh đó thì họ sẽ được khuyến mãi cái giá rất là tốt. Ví dụ như là họ nạp 100.000 thì họ sẽ chỉ mất 80.000 tiền mặt thôi, thì quá là tuyệt vời. Đó là cái cách mà tôi đang làm. Tuy nhiên là các bạn cũng có thể nâng cái số tiền này lên. Ví dụ như các bạn có thể lấy 90.000, 95.000, thậm chí là các bạn lấy 100.000. Có thể là chúng ta lấy được 100% số tiền mà chúng ta đã kiếm được từ cái cạc điện thoại. Và đó là cái tư duy. Còn cái cách làm thì như thế nào đây? Thì các bạn hãy vào cái ứng dụng có tên là Voddy như vậy nha. Sau đó các bạn vào cái tag là thêm, có hình ngôi nhà phía dưới màn hình góc phải. Thì chúng ta sẽ thấy chỗ này giao diện đầu tiên nó sẽ nạp tiền di động cho bạn. Thì chúng ta sẽ không chọn cái này. Tưởng tượng như là bây giờ chúng ta đã liên hệ được với một người bạn để thỏa thuận bán cái thẻ cào đó cho người bạn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục này nè. Ở đây nó chính là cái mục nạp tiền di động cho người thân. Thì chúng ta sẽ nhấp vào đây. Tiếp theo là cái này nó sẽ đọc được cái danh bạ điện thoại của chúng ta. Thì nếu như những cái người bạn đó mà đang nằm trong cái danh bạ của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ tìm tên của họ rồi xong chúng ta nạp cạc cho họ. Còn giả dụ những cái người bạn đó mà họ là số lạ, chúng ta không có kết bạn trong danh bạ điện thoại, thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần thêm ở đây, dấu cộng phía dưới màn hình. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ bấm cái số người nhận rồi xong đó chúng ta bấm tiếp tục. Thì bây giờ trong cái giai đoạn này tôi sẽ làm thử cho các bạn nhìn thấy cái cách mà tôi nạp như thế nào. Ok, thì bây giờ tôi sẽ bấm tiếp tục. Sau khi tôi đã chọn được cái người bạn mà tôi muốn gửi cạc cho họ thì bây giờ tôi sẽ chọn cái mệnh giá mà tôi muốn gửi, ví dụ như là 100.000 đi. Rồi xong chúng ta sẽ bấm vào tiếp tục. Sau đó chúng ta sẽ xác nhận. Kế tiếp ở cái bước này thì chúng ta sẽ chọn cái dịch vụ là Vcoin. Sau đó chúng ta mua toàn bộ bằng Vcoin, xong đó bấm thanh toán. Rồi vậy là tôi đã nạp được thành công. Thì khi đã nạp được như vậy tôi còn được điểm thưởng nữa.
Rồi xong á, chúng ta sẽ bấm vào hoàn tất. Nếu mà chúng ta muốn xem lại á, cái lịch sử mà giao dịch nó đã thành công hay chưa, thì chúng ta sẽ bấm vào thử xem nó có thông báo hay chưa nha các bạn. Đây, thì trong cái số điện thoại này thì tôi đã nạp cho người bạn này 100.000 thành công. Rồi tôi sẽ bấm thoát ra, sau đó bấm vào phần thêm lại. Thì bây giờ tôi sẽ thao tác lại cho các bạn thấy cái cách làm như thế nào. Đây, tôi bấm vào thêm nha. Sau đó là ban đầu nó sẽ như vậy nè, nó sẽ là cái nạp tiền di động cho bạn. Rồi xong đó mình xoay qua chọn vào nạp tiền di động cho người thân. Thì hôm nay cũng là cái ngày khuyến mãi của Viettel, thì bây giờ thì tôi sẽ nạp thêm cho hai người bạn nữa. Vì một số lý do cá nhân nên tôi sẽ che cái số điện thoại đi nha các bạn. Sau đó tôi sẽ bấm tiếp tục và làm tương tự giống như vừa nãy tôi đã làm cho các bạn thấy. Chúng ta lại chọn mệnh giá là 100.000, sau đó là mình lại bấm tiếp tục, bấm xác nhận. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái là Vcoin đầu tiên nha các bạn. Rồi mua toàn bộ bằng Vcoin hết, bấm thanh toán. Cái này nó chuyển tiền khá là nhanh, dường như là ngay lập tức nha các bạn. Thì các bạn yên tâm đi, cái này nó đã giao dịch được rất là nhiều rồi, tôi đã thử rất là nhiều rồi. Rồi sau đó bấm hoàn tất. Rồi tôi sẽ nạp thêm cho một người bạn nữa đi. Bấm cái số điện thoại của người muốn nhận vào, sau đó tôi sẽ bấm vào tiếp tục. Thì tương tự như vậy thôi, cũng không có khác gì cái thao tác như vậy nữa. Rồi chọn 100.000 mệnh giá, bấm tiếp tục. Sau đó tôi lại bấm vào xác nhận, chọn vào giao dịch bằng Bitcoin, mua toàn bộ bằng Bitcoin nha các bạn. Đừng có chọn vào cái mua một phần, thì mua một phần thì chúng ta sẽ bỏ thêm tiền vào. Sau đó ta sẽ bấm vào thanh toán. Sau khi nạp thành công thì chúng ta lại bấm vào hoàn tất. Tranh thủ hôm nay là ngày cuối cùng khuyến mãi nên tôi nạp thêm cho một người bạn nữa mới gọi điện thoại cho tôi. Rồi nhập số điện thoại vào nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào tiếp tục. Thao tác thì cũng không có khác gì nhau, thì các bạn yên tâm đi, thì cái này tôi đã làm nó biết bao nhiêu lần rồi, nó rất là uy tín. Và cứ một tháng như vậy là cái tiền này thì tôi đã kiếm được khoảng 1 triệu, hơn 1 triệu, là khoảng gần 1,5 triệu một tháng. Chưa kể là nếu như mình trúng thưởng, là ví dụ như là cuối tháng là nó sẽ chốt lại cái phần thưởng là xem chúng ta có được giải nhất hay không. Ví dụ như là nếu mà tôi được giải nhất thì tôi sẽ được khoảng 2 triệu, giải nhì thì được thêm 1 triệu nữa. Thì 2 triệu cộng với 1,5 triệu bằng 3,5 triệu rồi. Thì ngay cả cái ứng dụng Vody này thôi mà đã kiếm được khoảng 3,5 triệu một tháng rồi. Thì ngoài ra thì mình cũng có thể kết hợp một lúc chơi nhiều ứng dụng khác. Thì các bạn nếu như xem video của tôi lần đầu tiên thì các bạn hãy vào tìm những cái hình thức kiếm tiền bằng điện thoại khác ở trên kênh YouTube của tôi nha các bạn nha. Rồi sau đó thì tôi sẽ bấm vào hoàn tất. Ở cái giao diện này nếu như các bạn muốn kiểm tra cái lịch sử mà chúng ta đã chuyển tiền, thì chúng ta sẽ bấm vào cái phần lịch sử thanh toán này các bạn. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào lịch sử thanh toán tiếp tục ở đây. Là cái bước này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được là chúng ta đã chuyển tiền. Cái thời gian nạp là khi nào thì nó đều ghi lại cái lịch sử cho chúng ta hết. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái điều này. Vậy là tôi sẽ xin phép thoát ra khỏi cái phần này. Và tôi sẽ tới một cái phần tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ thêm cho các bạn đó. Là các bạn sẽ bấm vào cái phần mời bạn, cái tag mời bạn ở đây nha. Tiếp theo là các bạn sẽ bấm vào mạng lưới Vody. Các bạn hãy chú ý cái điều này rất quan trọng. Trong những video trước thì tôi cũng có chia sẻ video này rồi, nhưng không biết các bạn có coi hết video hay không. Nhưng thường những cái vấn đề nào quan trọng thì tôi sẽ nhắc lại nhiều lần trong những video. Tại vì có thể là các bạn sẽ coi được video này, nhưng mà những video khác các bạn lại không có coi qua. Thì tôi sẽ nhắc lại cái phần này, nó rất quan trọng. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nè, thì chút nữa các bạn sẽ lưu ý cái phần này. Thì bây giờ tôi sẽ lướt qua một chút. Là các bạn để ý thế hệ 2 này. Ở đây nó có 566 người đăng ký, nhưng mà 1209 người đang chờ. Thì tức là sao? Thì có nghĩa là bạn đã giới thiệu cho họ rồi, hoặc là bạn giới thiệu cho họ nhưng mà họ chưa có nhập cái mã của các bạn, hoặc là họ chưa kích hoạt tài khoản. Thì bây giờ chúng ta phải liên hệ cho họ để hướng dẫn cho họ cách làm. Thì thực ra là một tháng các bạn giới thiệu được 10 người để đạt được 250 là không có khó chút nào đâu nha các bạn. Các bạn chỉ cần chịu khó đó, mấy cái ngày cuối cùng của tháng á, mỗi ngày các bạn bỏ được khoảng 10 phút các bạn đăng lên thôi, thì tôi nghĩ là bạn sẽ cày được khoảng 3-4 máy. Mỗi máy kiếm 250.000 cũng khá là tốt. Đó, xong các bạn kiếm được tiền từ đó rồi thì các bạn sẽ bán cái thẻ cào này cho những người bạn của các bạn.
Đó là các bạn cũng có thêm được thu nhập, chứ không có phải là khi chúng ta dùng cái này thì chúng ta không có đổi được tiền đâu nha. Rồi thì trong cái phần lưu ý này á, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần thế hệ 1 mà của tôi nó đang hiện lên là 446 người bạn đăng ký này. Thì trong cái đoạn này thì các bạn sẽ nhìn thấy được những cái người bạn này đã đăng ký cái mã khuyến mãi của các bạn, thì họ sẽ được 100 điểm Vcoin, bạn cũng được 100 điểm Vcoin. Tuy nhiên có nhiều người bạn họ không có biết để kích hoạt tài khoản làm sao, thậm chí là chỉ cần bấm một dấu chấm thôi gửi qua cho mình là coi như cái tài khoản đã được kích hoạt rồi, tuy nhiên họ không biết cách làm. Thì bây giờ chúng ta sẽ bấm vào từng người một này, đó thì chúng ta sẽ coi được xem ai là người chưa nhắn tin cho chúng ta, thì từ đó chúng ta sẽ nhắn tin lại cho họ. Ví dụ như là tôi có một cái câu mẫu á, là tôi giới thiệu bạn là tôi sẽ giới thiệu tên của tôi và tôi sẽ nói với họ là đây 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 là cái câu mẫu của tôi, chào bạn, mình là Sơn PS đây, hãy reply lại mình để được tặng thưởng Vcoin bạn nhé. Đó thì cái tin nhắn này thì tôi sẽ gửi lại cho nhiều người đó, thì tôi cứ rảnh rảnh là tôi sẽ ngồi tôi lọc hết cái danh sách này, làm đến khi nào hết thì thôi nha các bạn. Không đó, hiện tại là tôi có 446 người, tôi nghĩ là khoảng gần 400 người đã kích hoạt thôi, còn lại khoảng 50 người chưa kích hoạt tài khoản. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn được những cái người nào á, mà họ đang bị bỏ sót thì chúng ta sẽ kích hoạt tài khoản họ lên. Thì khi chúng ta kích hoạt được tài khoản cho 50 người là đã kiếm được khá là nhiều tiền rồi. Thì các bạn hãy lưu ý giúp tôi ở cái phần này nha. Thì trước khi kết thúc cái video này thì tôi muốn các bạn á, hãy tìm vào cái kênh YouTube của tôi, nếu như các bạn á, là người mới á, các bạn sẽ bấm vào đây. Đó thì ở trên kênh YouTube á, là đây là cái kênh YouTube của tôi nha các bạn. Các bạn chỉ cần search á, là Sơn PS là nó sẽ ra. Đây. Đây là cái kênh của tôi. Có tên khác thì không có phải đâu nha các bạn hãy lưu ý điều này. Rồi xong chúng ta sẽ chọn vào Sơn PS đây nè. Rồi xong á nó sẽ có cái chữ đăng ký đây, các bạn sẽ click vào. Ở bên tay phải á, khi các bạn đăng ký rồi thì nó sẽ có cái nút chuông. Thì các bạn sẽ bấm vào cái chuông đó thì các bạn sẽ được nhận thông báo của tôi khi tôi mới đăng video lên. Thì tôi sẽ đăng video thường xuyên lắm, mỗi ngày thì tôi dường như là đều có một cái video mới, thì từ đó thì các bạn sẽ cập nhật những cái hình thức hướng dẫn của tôi về những cái cách kiếm tiền bằng điện thoại như thế nào. Và bên cạnh đó thì trong thời gian tới á, là tôi còn cập nhật rất là nhiều những hình thức kiếm tiền khác, mà không những là chỉ kiếm được vài chục ngàn, vài trăm ngàn, mà khi các bạn chỉ cần giới thiệu một người thôi á, là các bạn đã sẽ được 20 đô tới 40 đô la rồi. Tính ra tiền Việt á, thì giá trị rất là cao. Các bạn chỉ cần giới thiệu 10 người một tháng thôi á, là các bạn đã kiếm tiền khủng rồi. Đó. Tuy nhiên là tôi sẽ có rất là nhiều cái ứng dụng cũng như là những cái chương trình kiểu như vậy nữa. Thì các bạn hãy follow cái Facebook của tôi là Nguyễn Tùng Sơn, hoặc là các bạn search là Sơn PS cũng ra. Và đừng có quên là đăng ký cũng như subscribe kênh YouTube của tôi là Sơn PS đây này. Thì các bạn sẽ nhận được những video mới trong thời gian tới. Và tôi muốn giới thiệu thêm á, là trong cái tháng này á, duy nhất trong tháng 8 này thôi. Còn khi bạn coi trễ hơn á, thì nó có chương trình hay không thì tôi không biết. Có nghĩa là hiện tại là cái ví điện tử Momo nó đang có một cái chương trình. Khi bạn giới thiệu một người dùng sử dụng thôi là các bạn sẽ có 100 ngàn. Ví dụ bạn giới thiệu được 10 người các bạn sẽ có 1 triệu, giới thiệu được 20 người thì các bạn có 2 triệu tiền mặt, cũng khá là tốt. Lúc đó các bạn sẽ kết hợp nhiều cái chương trình kiếm tiền khác. Ví dụ như là cái tệp khách hàng đó thì các bạn chỉ có khoảng 20-30 người bạn thân thôi, nhưng mà các bạn sẽ có 10 cái chương trình giới thiệu như vậy. Thì cái trong cái vòng kết nối đó các bạn sẽ kiếm được khá là nhiều tiền. Đó thì đây là cái ứng dụng mà tôi muốn giới thiệu cho bạn này. Đó là ứng dụng có tên là Momo. Thì các bạn sẽ vào kênh YouTube của tôi và search nó, thì chúng ta sẽ bấm vào đây này. Đó thì tôi có hướng dẫn cho các bạn cái cách kiếm tiền bằng ví điện tử Momo. Thì cái ứng dụng này á, thì các bạn sẽ cài nó về và nhận trước 100 ngàn. Còn kiếm tiền triệu á, thì các bạn hãy xem nhiều video của tôi để hướng dẫn được chuyên sâu hơn. Còn nếu như các bạn yêu thích cái kênh YouTube của tôi, hoặc là các bạn ủng hộ tôi, thì các bạn hãy giúp bấm vào like ở đây nè. Đó, thì đó là một cái hành động khá là nhân văn. Bên cạnh đó, nếu như các bạn có những cái thắc mắc gì á, thì các bạn đừng quên comment xuống dưới video mà tôi chia sẻ cho các bạn. Thì luôn luôn tôi check nó thường xuyên lắm, nếu như các bạn có thắc mắc là tôi đều giải đáp hết. Và có một điều quan trọng là các bạn sẽ bấm vào đây này, đây là cái phần mô tả nha. Thì trong cái phần mô tả này là thường là có những cái thông tin khá là quan trọng, thì khi chúng ta bấm vào đây thì tôi đều để lại những cái thông tin quan trọng đó cho các bạn, thì các bạn nên lưu ý cái điều này.
Thưa các bạn, tôi chuẩn bị kết thúc cái video này rồi, nhưng mà bây giờ là khoảng 12 giờ kém và bây giờ là chỉ còn 10 phút nữa thôi là hết cái chương trình khuyến mãi rồi. Nên sẵn tiện đây thì tôi quay lại cái nạp tiền cho hai người bạn nữa của tôi. Thì nãy giờ là tôi cũng nạp được khoảng gần 600 ngàn rồi. Đó các bạn thấy không ạ? Đây thì bây giờ tôi sẽ vào lại cái ứng dụng Voddy nha các bạn. Rồi tôi sẽ thao tác lại cho các bạn thấy, vào cái phần thêm có ngôi nhà phía dưới màn hình này. Sau đó bấm vào nạp tiền điện thoại cho người thân. Sau đó chúng ta lại bấm vào dấu cộng ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bấm cái số điện thoại. Rồi tôi sẽ bấm vào tiếp tục. Thao tác y hệt giống như nãy giờ tôi làm cho các bạn thấy. Đó. Nếu các bạn nó chưa biết cách làm thì các bạn nên coi lại video của tôi đi. Thì sẽ không có bị sai. Và mỗi lần khi mình nạp như vậy á, nó lại còn khuyến mãi ngược lại cho mình nữa. Ví dụ tôi được 36 điểm này, thấy không các bạn? Đó thì mình bấm vào hoàn tất. Rồi nạp thêm cho một người bạn cuối cùng. Nhanh nhanh, không chuẩn bị hết giờ rồi. Rồi bấm vào tiếp tục. Những cái thao tác này thì cứ lặp đi lặp lại thôi, cũng không có gì khó khăn. Các bạn chỉ cần coi video hướng dẫn của tôi thật là kỹ thì mình làm tránh cái trường hợp mình bị sai. Chứ mình nạp nhầm một phát thôi là cũng uổng cái công của mình lắm nha các bạn. Sau đó mình bấm vào thanh toán. Cuối cùng ở đầu video là tôi có 30 mấy ngàn, thì bây giờ đến cuối video tôi chỉ còn khoảng 10 ngàn thôi. Thì để dành sau này tiếp tục nạp tiếp. Thì đó các bạn thấy không, chỉ trong một ngày thôi là tôi bán được 600 ngàn tiền cả điện thoại rồi. Thì mình bấm vào hoàn tất là xong. Ok thưa các bạn, vậy là trong cái video này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn hai bước. Một là quy đổi cái số tiền cạc điện thoại ra cái tiền mặt nó như thế nào, chúng ta có thể giao dịch trực tiếp cho bạn bè, người thân. Và cái thứ hai là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình có thể giúp được những người bạn của mình kích hoạt cái tài khoản để hai bên cùng có lợi. Mà tôi hay nói là triết lý win-win, cả hai bên cùng thắng. Thì mình làm gì thì làm, hai bên phải cùng thắng, hai bên phải cùng có lợi. Chứ mình không thể nào mà làm cái việc có lợi cho mình mà gây hại cho người khác được. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi tới đây. Nếu như các bạn thích video này thì hãy like và share nó cho người thân, bạn bè. Và đừng quên đăng ký cũng như subscribe kênh YouTube của tôi là Sơn PS để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.